Kênh của Viking TV các bạn. Thì hôm nay tiếp tục video là chia sẻ với quý anh chị và các bạn mình giải cái cửa phân thứ hai. Là giải giai đoạn tầm khoảng từ này 10 ngày đến 2 ngày các bạn. Đó, thì đang chuẩn bị phân giải các bạn. Thì cái này là do không có tống là mình giải cửa này cửa thứ hai là ngay bữa nay mấy tập thấy mình à 10 ngày hả thì bao phần bữa đó đó mình có chia sẻ đó. Cái này là do không không tống nên là mình giải khoảng nhiều ngày mình giải ăn cử tuần lễ giải ăn cử giải tới giải ở hoài luôn tới được ăn là mình mới giải tới ớt tầm khoảng tháng tới đó cái mình nửa bao là tới bẻ mới giải vậy ha tới cháy lớn à tầm ớt khoảng tháng rưỡi là bắt đầu tháng rưỡi là cứ 15 ngày quánh nửa bao 15 ngày quánh 25 ký còn hiện tại bây giờ từ đây tới tới một tháng rưỡi là mình giải cứ tuần lễ tuần lễ mình giải nếu quan xâm này giải khoảng 8 ký à 8 ký ha hoa màu thì giải khoảng 10 tới 15 ký con hoa màu thì giải 10 đến 15 con này thì giải 8 ký trên công 1.200 m². Này nó ấy hơn ha. Đó. Thì đó thì quý anh chị cũng nghe một số chia sẻ của anh đó các bạn. Thì là do mình không có tống phân nên là mình sẽ giải cách một tuần các bạn. Một tuần là mình giải tầm khoảng nếu mà phân xanh á thì anh nói là tầm khoảng từ 8 ký các bạn trên một công 1.200 m². Còn đối với mà phân ba màu thì mình từ 10 đến 15 ký các bạn. Đối với phân ba màu thì cũng chia sẻ với quý anh chị và các bạn về cái giải phân chị và các bạn về cái giải phân cho giai đoạn ớt 10 ngày tuổi các bạn. Thì ở đây thì từ nếu mà thì ớt mình ở đây ông anh cũng 10 ngày tuổi trồng nữa các bạn. Đã xanh thì ngày qua có chia sẻ với các bạn là cái phun thuốc có mấy video trước thì là mình tứ rồi qua bữa sau mình phun thuốc rồi hôm nay là tiếp tục giải các bạn. Thì ông anh ông có chia sẻ là cứ một tuần như ớt như thế này các bạn, cứ một tuần là mình giải tầm khoảng 8 ký các bạn đối với phân xanh này nha các bạn. Đó. Thì chia sẻ cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo ở đây kỹ thuật cũng như là cách chăm sóc ớt từ nhỏ cho tới thu hoạch của ông anh Chiến ở đây các bạn. Còn chú ba người ông Pháp tứ hay gì hay xịt tứ hay xịt xịt thằng bữa đó đó hả anh khác bây giờ chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo cái cách mà trồng cũng như chăm sóc ớt của anh Chiến ở cùng trong ao người Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo ở đây các bạn. Thì nói chung là mỗi người có cách trồng mà cũng như chăm sóc khác nhau nha cả nhà. Thì em chỉ chia sẻ quay và hỏi ông anh ở đây và chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo cái trồng ớt của ông anh Chiến ở đây ở cùng trong ao người Đồng Tháp để cho mọi người cùng tham khảo thôi. Thì các bạn có thể các bạn nào có kỹ thuật hay là có cái phương pháp hay là cách chăm sóc hay là cái gì hay hơn thì cứ vui lòng bình luận bên dưới chia sẻ cho mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo nha các bạn. Các bạn nào có biết một số loại thuốc cũng như là phân gì đó thì mình cứ bình luận comment dưới video để mọi người cùng nhau tham khảo chia sẻ để cùng nhau phát triển nha các bạn. Và chia sẻ cái đám ớt này từ khi mà chăm sóc tới khi mà hái thu hoạch luôn cho các bạn xem cho các bạn dễ nắm rõ theo từ quy trình cũng như công đoạn trồng để các bạn dễ hiểu. Xanh đắt hết trơn rồi. Xanh vậy đó nè. Tới đây công gửi. Đúng công gửi nè. Bao nhiêu ạ? Mở cái bao nãy đem xuống cỡ 15 kg á. Công gửi 15 kg hả? Không 10 kg. 10 kg. Không tới. Tới 10 kg. Đây công gửi đúng không? Ừ.
Rồi thì đây là quăng xanh này. Bao này là 400-450 vậy đó bạn. Có chia sẻ với các bạn cái bao phân trước trước. Đây là cái hữu phân mình quay cho các bạn xem. Hữu phân mà đợt trước mình có quay cái chia sẻ cho bạn nào đó đây. Nè, quăng xanh này nè các bạn. 30-10 TE đó. Bao này là một bữa đó là có nói là như 450 đó bạn. Cả nhà tham khảo bao phân thì nói chung phân thì mỗi nơi mỗi khác. Là phải giống từ A đến Z. Phân thì nói chung là hàm lượng giống giống vậy là xài được rồi, đâu phải giống hệt mới được đâu đúng không? Có vụ thì hàm lượng tương tự ok rồi. Cũng như pháp hay là cách nào chăm sóc trồng cũng hay hơn thì cũng vui lòng comment bên dưới nha. Thì nó xanh mà nó không có xanh, nó non mà nó không non quá. Không có lên non mà nó gà. Chắc này đấy đó cho chiều mát cái sáng sớm á. Nó lúc có đọt non nó ra nó bắn ra. Mà cái bộ nó đầy tại vì cho mình xử lý mình trộn bằng manh cơ dứt xanh á. Ừ, nó xanh ha. Xanh nên nó vừa lên mới lên chậm. Kéo mình ít bệnh. Hay kìa. Tại nếu dân mà ta khoái lên tàn nó thì đưa cái độ non giọt lên, còn mình mà bây giờ mình không quái non, non giọt lên nhiều quá nó bệnh nhiều, dễ bị bệnh cái ớt mà nó lá mỏng hơn bệnh nè, nhất là mấy con bò chỉ nó hai và nó mới như mấy con chích chích. Còn mình sử dụng cái bộ lá mình xanh dày cái ít bệnh ớt với con kia tấn công đó. Mà giờ có xanh cũng hay ha. Ví dụ mình ông bình quân tính mỗi một công như là mình vốn phân thuốc mình là khoảng tầm nhiêu? Tới bẻ hả? Ừ. Công tới 60. Vốn ha. Ừ. Mình xịt những thứ hôm gầy mình nó lay ra như hoài đó. Luôn đó là công 60 triệu đó. 6 triệu, 6 7 triệu. Dài thì cũng xin dừng ở đây. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Chúc tất cả các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống các bạn. Nếu bạn thấy video hay hoặc bổ ích thì cho một like, một chia sẻ, đăng ký, nhấn chuông để cho em có động lực làm video cho quý chị và các bạn cùng tham khảo nha.